Nghị quyết 30 của Chính phủ được xem là chìa khóa để gỡ nút thắt cho ngành y tế. Ngay khi nghị quyết được ban hành, các bệnh viện ở Đà Nẵng đã cấp tốc rà soát và khẩn trương triển khai công tác đấu thầu trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ghi nhận tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là một trong năm số máy CT tại Bệnh viện Đà Nẵng lần lượt bị hỏng thiết bị. Tính đến tháng 9 năm 2022, các thiết bị này đồng loạt ngừng hoạt động và bệnh viện phải gửi bệnh nhân đến cơ sở y tế khác để chụp chiếu. Hiện có 2 máy đã hoạt động trở lại với khoảng 200 lượt chụp chiếu một ngày. Ngay khi Nghị quyết 30 được ban hành, Bệnh viện Đà Nẵng đã cấp tốc chuẩn bị công tác đấu thầu, xóa bỏ tình trạng đắp chiếu thiết bị y tế tại đây. Rà soát từng vấn đề một, ví dụ như là các gói thầu vật tư thiết bị y tế riêng, gói linh kiện riêng, gói máy móc thiết bị chuyên dụng riêng, rồi các vấn đề liên quan tới thanh quyết toán riêng, các hệ thống máy đặt máy mượn riêng và các xét nghiệm riêng, và đồng bộ cùng lúc thì tất cả các cái bộ phận chức năng cùng vào cuộc để mà đẩy nhanh một cách thần tốc tất cả những gói thầu để phục vụ bệnh nhân. Theo Bệnh viện Đà Nẵng, phần lớn máy xét nghiệm đặt tại cơ sở y tế này đều do các nhà cung cấp đặt theo dạng cho thuê, cho mượn. Hầu hết các kết quả xét nghiệm của người bệnh sau ngày 5 tháng 11 năm 2021 chưa được Bảo hiểm Y tế thanh toán, nay sẽ được giải quyết theo nghị quyết mới. Điều này giúp hoạt động xét nghiệm, chẩn đoán lâm sàng tại bệnh viện được thực hiện liên tục. Đến thời điểm này thì với nghị quyết này thì đã được Bảo hiểm Y tế thanh toán điều đó. Như vậy là nó giải quyết rất lớn cho cái nguồn kinh phí của bệnh viện. Có thể thấy nghị quyết 30 được ban hành đã tháo gỡ nút thắt đấu thầu trang thiết bị y tế tại các bệnh viện và nhiều vướng mắc lo lắng của ngành y tế trong thời gian qua. Hiện Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã đề nghị các đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thiện thủ tục mua sắm, đấu thầu để sớm có vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ kịp thời công tác khám chữa bệnh cho người dân.